Thì buổi chiều hôm nay rảnh rỗi nên là đi dạo vòng vòng mọi người ơi, đi kiếm Racing Boy nha. Giờ này mình ở làm dưới đầm á, mình thấy mấy Racing Boy thường thường chạy ngang đầm mình tụ tập ở trong cái chỗ cũng khá là đẹp, nên là bây giờ mình sẽ đi quay nha mọi người. Thì buổi chiều khá là mát mẻ ha mọi người. Nhiều khi nghỉ ở nhà lâu quá rồi, nghỉ dịch ở nhà lâu quá, mình quên mình từng là một Racing Boy luôn mọi người. Từng là một coi như là Racing Boy đường phố rồi mà quên cách là mình ra xe như thế nào luôn á. Nên là hôm nay bây giờ mình sẽ đi vòng vòng để coi kia có mấy anh em nào thích xe không. Thì thường thường á chiều á mấy anh em hay hay tụ tập rồi giao lưu các kiểu cơ điểu. Mình để ý rồi, mình để ý mấy ngày nay rồi là mình thấy mấy anh em cũng hay tụ tập ở trong cái khúc trong kia, nên là mình bây giờ mình sẽ đi thẳng vô đó để coi cái có gì hay không, quay lại cho mọi người coi nha. Rồi không, mọi người đi đi bộ đông dữ, không lẽ bây giờ mình bỏ xe xuống đi bộ chứ. Thoải mái vậy mọi người, chiều hết việc rồi bắt đầu đi lấy xe mình yêu thích dạo vòng thôi. Trời đất, Racing Boy hả? Nani? Gì không có? Đồ đồ, từ từ ra đi, đâu phải thật sự đâu, chạy như vậy. Trời, anh chạy rồi. Nóng lạnh thiệt. Ơi từ từ đi. Trời ơi đây đã quá, đã phải xin voi mọi người ơi. Đây xin voi thì chạy hơi yếu nè. Còn mà đường này chạy cũng xong á. Thế anh tưởng mình đi xin voi, ủa mình tưởng mình thật sự vậy á. Vô cho quay chút xíu ơi, quá đã luôn. Ủa quá, thấy xe đi vô độ đồ ghê quá, bài gì em? Em xem xe Vin. Hồi Vin mà gắn cái bô leo ghê vậy. Thiệt không? Ê thấy cái tiêu bự quá, biết có sổ trái không á? Có đâu, đồ Vin mà. Phải không? Ờ, nãy em tưởng là anh là hành sự không á. What? À, phải Vin không đó ông thần, chạy dữ vậy, xe anh xe cũng xe Vin rồi sao chạy đâu lại em đâu. Đèo tiền. Xe anh đi cái bài là móc bô không à, nguyên con xe Vin mà. Xe nói chung là thấy xe mà bô bự bự vậy là auto mạnh nè. Không, mà xe em xe Vin thiệt. Thiệt hả? Thôi xuống đây đi anh em mình quay thử cái xe này có gì. Nhìn thấy hầm hố quá. Hôm trên em lột tem luôn hả? Lột rồi anh. Ghê thiệt, ghê thiệt. Quá đã. Ôi cái cây bô leo này là bô leo riêu đúng không? Yeah. Hàng chi nãy nghe cái tiếng bô đã ghê luôn. Ủa đi cổ nhiêu vậy em? Yeah. Cổ này nhiêu hả? Cổ 32 hả? Yeah. 32 luôn mọi người. Thôi này chắc không có xe Vin đâu, tệ lắm chắc cũng bô xăng lửa hay gì nè, phải không? Không, xe này Vin thiệt. Thiệt không đó? Thiệt. Thôi thấy mấy cái bô mà bự bự này là auto mạnh rồi. Em gái em test chưa, em đỡ anh hành sự không à. Không, thấy ai biết là thấy mày đậu giữa đường rồi, thấy mày chạy nè 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 nè. Tao tiện thấy anh mày chạy. Tự nhiên anh có làm gì đâu. Đó anh là hành sự, em quay qua em hết hồn. Ôi, chiếc xe bộ rất này dữ lắm hay sao mà dàn áo tứ tung chạy hết vậy? Xe mới té
Chạy dữ lắm nè. Đi bánh cặp bánh nhỏ luôn. Đi gặp bánh này là bánh Racing Boy 8 cây mọi người. Bánh này đó cũng thịnh lắm nè. Cái đường quê cho nên là xe hơi bị dơ. Ê, phục này phục Vin nữa đó hả? Dạ. Dạ. Xe cũng xe Vin đó. Nên nãy anh đâu chạy đâu lại em đâu đu đích em không? Xe em cũng Vin. Nãy em chạy cũng hết ga rồi đó. Cái ghê vậy? Hết ga luôn rồi đó. Là có nhiều đó. Hèn chi anh Hoàng sao mày không? Tại vì xe Vin đâu đâu có đu nổi mấy chiếc này đâu. Mấy chiếc này giờ cũng lắm. Thấy cái đít bô là thấy bự chà bá rồi. Này, trời đít bô này mọi người. Ông thần ơi. Bô này 36, 38 gì luôn á. Quá trời bự luôn. Ê, đâu đâu, đề máy lên nghe lại cái tiếng máy thử à. Nghe lanh quá ta. Này chắc không có gì rồi. À, ghê quá. Rồi xe này gắn bô phá sớm chứ chạy tết chơi. Thiệt may gắn mấy cái bô này ồn thiệt. Em đi full ốc luôn. Còn mấy con á. Ốc này là ốc GR5 đúng không? Dạ. Wow. Giờ anh em mình nhờ xe Vin này ra quất một cái đi, xe anh cũng Vin mà. Wow. Ừ, xe Vin ở biết chơi chơi à. Mà xe anh chắc chạy là không lại xe em đâu. Ai biết nhìn cái đít bô anh cũng bự lắm biết vậy sao. Trời ơi đít bự thôi. Xe em là Vin nguyên con đó. Xe gắn có cái bô à. Em chứ đâu vậy đâu. Cái bô mới gắn vô cũng thời luôn. Rồi vậy giờ ra làm cái ha. Dạ. Ok. Bài biker này chưa biết xem 62 mọi người. Nên là bây giờ mình sẽ gạ biker. Ok bây giờ bút mọi người. Chung là hiệp đầu mình sẽ nhường em mày. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Á rất bu luôn. Rồi tiêu rồi. À, su cần ha anh em ơi. À, rớt vô luôn rồi nè. Su cần ha rồi. Này chết rồi. Con mới gắn chưa chạy một xích kìa. Có chùm phá không? Hả à, không, gắn tay. Trời ơi chết luôn. Để em gắn lại cái này bút tiếp. Cái rồi. Ok, giờ búa đi. Ừ, thôi dọc xuống dưới chạy lại đi ha. Ở dưới chạy là hả? Ừ. Rồi. Phan nó chạy đường đó anh. Nó có bị cấn không? Đó, chờ nhúng rồi, nhúng rồi. Em nhúng rồi. Ờ ok rồi nè. Nghĩ chắc không rớt như nãy nữa đâu. Này chạy rồi đó. Rồi ổn rồi đó. Rồi giờ đi xuống dưới rồi đi vòng lên lại nha. Tiếp đi à. Ôi xe mạnh quá. Gì yếu vậy? Gì yếu vậy? Ôi xe mạnh quá anh em ơi. À, có nên là nhượng cái nữa không ta? Thôi nhượng cái được rồi.
bây giờ chơi kèo vậy đi. Dạ, thằng nào thua tháo bô đem cất luôn. Để thấy nghe ồn ào quá, phiền hàng xóm lắm. Chơi không? Thôi dứt luôn đi, nếu anh thua anh sao? Anh tháo bô anh dẹp luôn. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ok, vậy thôi đúng không? À. Ok, bước nha. Nói là làm liền, một chút nào thua là tháo ôm cái bô về. Ok. Chết em kia em trai ơi. Sao sao? Thử lại nữa không? Ôi chơi chơi này chạy dữ vậy. Đâu có. Tại em ra xe sao chứ. Chạy có dữ đâu, nãy thua mà. Không, nãy nhường hay gì nè. Đâu có đâu. Sao nữa không? Cái đó không? Cái này đi. À, thanh niên cắn ớt rồi mọi người, thanh niên cắn ớt rồi. Thanh niên cắn ớt rồi mọi người. Rồi giờ tháo bô được chưa? Rồi dứt luôn đi, xe làm cái gì mà chứ anh? Xe anh sống 2 zin, chứ phải xe zin đâu em. Ôi vậy nãy làm nó xe zin, xe đầu gã luôn. Không nó xe zin sao mà mày gã anh được. Anh phải gã rồi mày chứ. Rồi. Thôi cho nó bớt nóng đi. Cho nó nguội xíu đi rồi tháo. Ai vậy chạy bô không gì nhà trời. Ông dân chơi mà có chơi có chịu chứ em. Đúng không? Mình chơi rồi là mình phải chịu chứ. Có gì đâu, thì bây giờ về nhà cất cái bô đi, kiếm cái bô khác im hơn. Để tình làng nghĩa xóm bà lâu chứ em đi cái bô này á, hàng xóm người ta phiền lắm. Đúng không? Có bị ai mắng vốn nào chưa? Người ta không nói thôi chứ trong bụng người ta cũng ghim lắm á. Chạy hàng xóm em chạy chậm em không có nẹp bô. Phải không? Thôi vậy cũng tốt ha, nhưng mà tốt nhất là đi bô im hơn đi. Mấy cái bài này anh nghĩ xem bô sang lửa đúng không? Bô xăng lửa nên lựa mấy cái bô im im xíu. Chứ cái bô này la làng lắm. Cái bô này để dành cho mấy bài sổ trái các kiểu đồ đi ngon. Chứ nó la làng quá nó cũng không có hơi chạy đâu. Mà xem lùng thiệt ha. Dựng vậy sợ ngã không á? Xe em dựng trong đứng mà chỗ nào đứng hay không có dựng được. Thấy không? Lùng xịt luôn mọi người. Ghê thiệt. Xe này là em tự mua hay là gia đình cho tiền mua? Ừ, thôi vậy cũng tốt. Mà tiền mình làm ra mình chơi biết quý. Chơi đi kỹ xíu ha, để té nhìn sót xe quá. Tại dịch không làm lại được, qua dịch em đi làm lại. Nói chung là đam mê thì không ai cấm cản hết, nhưng mà đừng làm phiền tới người khác là được rồi. Thôi ngồi nghỉ xíu đi, tháo bô đem ôm về nha ông thần. Để tí nữa mình sẽ quay cái cảnh mà em nó tháo bô nó ôm về nha mọi người. Thôi để giờ mình sẽ ngồi chơi với em nó chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái bô của em nó nha mọi người, cho nó cầm về. Thì hồi nãy có kèo có hứa hẹn gì rồi. Nãy giờ cũng mấy anh em cũng tập trung đồng qua. Kèo này chua quá. Chua đâu, chua em. Được, kèo này chơi vụ không được. Xe giờ yếu quá, đi vụ nít chứ giờ sao giờ. Thôi chịu khó đi, cầm về cắt cái bô đi, treo tủ kiến, khi nào đúng dịp đúng lúc thì lấy ra. Để anh thấy mày chạy mày phá làng hoài, anh me mày hỏm rài rồi. Rồi giờ tự tay hay là anh tháo luôn? Tự tay tháo đi. Còn cái miếng adapter kìa, chút nó rớt kìa. Rớt không
Rớt chứ. Rồi lần sau thấy mấy con này mà thấy nói dinh dinh đừng tin nha em. Rút kinh nghiệm lần này nha. Nè nhớ dặn ốc lại nè. Rồi quên nữa. Nhiều cái tắm. Quá. Thôi là mình có đem theo đủ đồ nghề mọi người. Lúc nào cũng có thủ hết. Rồi bây giờ đi về mọi người. Thì đó, có chơi có chịu, dân chơi mà đâu có sợ mưa rơi. Đâu đề máy lên cái đi. Cái cổ luôn. Đúng rồi. Ồ, biết hay vậy ta. Đâu anh kia em tháo ra nó còn lớn hơn nữa. Thôi em để vậy em chạy luôn. Hồi em vô sớm quất tiếp. Thôi bây giờ bây giờ tháo ra cho nhớ. Nãy hứa sao giờ tháo đi. Ok, giờ để vậy nó chạy luôn. Tháo đi rồi khi nào ấy thì kiếm cái bô im im gắn vô nha. Bộ này chơi đường phố rồi, thôi thua luôn. Rồi, thôi đi vậy. Đi con. Ủa trời, ghê vậy. Nó còn lớn hơn lúc gắn bô nữa mọi người. Ghê thiệt. Thôi xuống đây đi gắn lại đi. Thôi lần này coi như tha cho em á đi. Để nó tháo ra còn nó còn lớn hơn là cái lúc mà gắn bô nữa mọi người. Còn ốc nãy đâu? Rồi nhưng mà về nhà kiếm cái bô im im gắn vô nha. Chết luôn. Rồi dặn đỡ chạy về. Ok chưa? Thôi video mình tới đây cũng dài nha mọi người. Mình xin kết thúc video tại đây luôn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để xem hết video của mình. Nhớ cho mình một like, một share, một lượt đăng ký kèm theo cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nha. Tạm biệt để. Cảm ơn để nha.